Xin chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 4 với chủ đề Festivals and Free Time trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới I Learn Smart World. Các bạn và các em thân mến, để các bạn và các em có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình Chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông trên trang Youtube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu Lesson 1, Period 1, Newest and Listening. Trước tiên, chúng ta vào phần từ mới, Newest. Ở đây, chúng ta cùng tìm hiểu các trạng từ chỉ tần suất. Các em hãy lắng nghe cô đọc, đọc theo và ghi nhớ. Sau đó, chúng ta ghi chép vào trong vở của mình. Một, Often, thông thường. Hai, Always, luôn luôn. 3. usually thường xuyên 4. sometimes thỉnh thoảng 5. never không bao giờ 6. rarely hiếm khi Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa. 1. often thông thường 2. always luôn luôn 3. usually thường xuyên 4. sometimes thỉnh thoảng 5. Never, không bao giờ 6. Rarely, hiếm khi Chúng ta cùng vào nhiệm vụ A Fill in the blanks, listen and repeat Trong nhiệm vụ A này, chúng ta có hai nhiệm vụ nhỏ Nhiệm vụ thứ nhất, đó là điền các từ hay là các trạng từ chỉ tuần suất vào chỗ trống Giống như hướng dẫn Ví dụ như là một chọn từ never và nhiệm vụ số 2 là lắng nghe và nhắc lại. Bây giờ chúng ta cùng vào nhiệm vụ thứ nhất, điền từ vào chỗ trống. Ở vị trí số 1, chúng ta điền từ never. Vậy vị trí số 2 với một vạch đỏ, chúng ta chọn từ rarely. Ở vị trí số 3, chúng ta thấy có ba vạch đỏ. Chúng ta chọn từ sometimes. Ở vị trí số 4, chúng ta thấy có tận bốn vạch đỏ. Chúng ta chọn từ often ở vị trí số 5 chúng ta thấy có 5 vạch đỏ chúng ta chọn từ usually thứ sáu chúng ta chọn từ always đây chính là cách sắp xếp cái mức độ của trạng từ chỉ thần suất bắt đầu là never không bao giờ đến mức độ số 2 là rarely hiếm khi đến mức độ số 3 là sometimes thỉnh thoảng đến mức độ số 4 là thường thường, thường xuyên và luôn luôn. Chúng ta cùng bước vào nhiệm vụ tiếp theo của phần bài tập A, đó là listen and repeat, nghe và nhắc lại. Xin mời các em cùng nghe và nhắc lại. Unit 4 Festivals and free time. Lesson 1. Track 41. New words. Listen and repeat. One, never, two, rarely, three, sometimes, four, often, five, usually, six. Always. Chúng ta cùng nghe cô nhắc lại một lần nữa. Một, never. Hai, rarely. Ba, sometimes. Bốn, often. Năm, usually. Sáu, always. Chúng ta cùng vào nhiệm vụ B. Write an activity under each adverb take turns using them in a sentence. Và trong nhiệm vụ B chúng ta thấy cũng có hai nhiệm vụ nhỏ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là viết các hoạt động ở dưới đây và trong đó các hoạt động thì đều có các cái uh, trạng từ chỉ tần suất đi kèm. Uh, tiếp tục phần thứ hai, nhiệm vụ số 2, nhiệm vụ nhỏ số 2 đó là take turns using them in a sentence và thay phiên nhau đặt câu với các cái trạng từ chỉ tần suất với động từ đã cho sẵn ấy. Ví dụ câu số 1, chúng ta có từ never và watch movie. Chúng ta đặt câu như sau. I never watch movie. I never watch movie. Tương tự như thế, câu số 2, chúng ta có từ rarely, play video games. Chúng ta sẽ đặt được câu như sau. I rarely play video games. I rarely play video games. Số 3, chúng ta có từ sometimes Go to the zoo. Chúng ta đạt được câu như sau. I sometimes go to the zoo. I sometimes go to the zoo. Số 4, chúng ta có từ often go fishing. Chúng ta đạt được câu như sau. I often go fishing. I often go fishing. Số 5, chúng ta có từ usually và do homework. Chúng ta có câu như sau. I usually do homework. I usually do homework. I usually do homework. Số 6, chúng ta có từ always do morning exercise. Chúng ta có câu như sau. I always do morning exercise. I always do morning exercise. Chúng ta sang phần listening ở trong phần listening này, chúng ta thực hiện nhiệm vụ A. Listen to Lisa and Mark talking about free time activities. Does Mark like reading? Yes or no. Hãy nghe Lisa và Mark nói chuyện về các hoạt động của thời gian rảnh rỗi. Liệu Mark có thích đọc sách không? Nếu có, chúng ta khoanh vào chữ yes và nếu không chúng ta khoanh vào chữ no. Trước tiên chúng ta cùng nghe xem bạn Lisa và Mark đã nói chuyện với nhau như thế nào và liệu Mark um, có thích đọc sách hay không? Unit 4 Festivals and Free Time Lesson 1 Track 42 Listening Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi Lisa, where are you going? I'm going to the bookstore. Do you want to come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Hmm. Maybe. I never go to the bookstore. Really? I love reading, don't you? Not really. So, what do you like doing? I love playing video games. How often do you play them? I usually play them after school. What about on the weekends? What do you do then? I often go to the park to play soccer. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. Maybe I'll see you there. Great. Now, listen again and check. Chúng ta được quyền nghe thêm một lần nữa và hãy nghe cái câu trả lời của Mark nói riêng về phần reading thôi, về phần đọc sách thôi. Nghĩa là nó ở cái đoạn đầu tiên của cuộc nói chuyện giữa Lisa và Mark thôi. Unit 4 Festivals and Free Time Lesson 1 Track 42 Listening Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi Lisa, where are you going? I'm going to the bookstore. Do you want à, Khi mà gặp nhau thì Mark hỏi Lisa là Where are you going? Bạn đi đâu đấy? Và Lisa trả lời I'm going to the bookstore. Tôi đi đến hiệu sách đúng không ạ? Và trong trường hợp lúc này thì bọn họ sẽ nói về việc đọc sách này. Come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Đầu tiên là Mark là, no, luôn luôn not đến I thì Mark lại trả lời tiếp này. Hmm. Maybe. I never go to the bookstore. Uh, I never Maybe. go to the bookstore. I love reading. Don't you? Not really. So, I, what do really? you like doing? I love playing video games. How often do you play them? I usually play them after school. What about on the weekends? What do you do then? I often go to the park to play soccer. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. Maybe I'll see you there. Great. Uh, now, Mark đã... listen again and check. Ngay từ đầu Mark đã nói là uh, bạn bận bạn không đi được đúng không? Và bạn ấy nói là I rarely go to the bookstore. Tôi hiếm khi đi đến chỗ thấy, uh, hiệu sách. Và vì thế đương nhiên là Mark không thích. À, nếu mà trả lời đúng chúng ta trả lời no he doesn't và trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án là no. Chúng ta sang nhiệm vụ B. Now, listen and fill in the blanks. Bây giờ hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống. Để điền được vào chỗ trống, chúng ta cùng tìm hiểu bài tập đã. Câu số 1. Lisa goes to the bookstore on Fridays. 2. Mark plays Video games when he gets home from school. 3. Mark plays soccer on the weekends. 4. Lisa rides her bike on Saturdays. Trong trường hợp này, cô gợi ý chúng ta là chúng ta hãy chú ý vào phần trạng từ chỉ tần suất. Ví dụ như bắt đầu từ never, rarely, often, sometimes, usually, always. Nhé. Chúng ta cùng nghe. Unit 4 Festivals and Free Time Lesson 1 Track 42 Listening Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi Lisa, where are you going? I'm going to the bookstore. Do you want to come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Hmm. Maybe. I never go to the bookstore. Really? I love reading, don't you? Not really. So, what do you like doing? I love playing video games. How often do you play them? I usually play them after school. What about on the weekends? What do you do then? I often go to the park to play soccer. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. Maybe I'll see you there. Great. Và trong trường hợp này, Now, listen again and check. Và trong trường hợp này thì Mark và Lisa sử dụng các trạng từ chỉ tần suất để nói về cái mức độ uh, của các hoạt động mình thường thường thực hiện. Ví dụ như là thường xuyên là đi đến cửa hàng sách này. À, Mark thì uh, luôn luôn chơi trò chơi điện tử này. Mark thì thường xuyên chơi bóng đá vào ngày cuối tuần này. Lisa thì thỉnh thoảng đi xe đạp vào ngày thứ bảy. Chúng ta vừa mới tìm hiểu uh, tiết thứ nhất trong uh, bài thứ nhất của chủ điểm Festivals and Free Time. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở bài học sau.